Hôm nay là đi chùa, sắp tới rồi. Bữa nay là lễ Phật đản nên là cả nhà Elina đi chùa nha cả nhà. Ba đi tìm chỗ đậu xe rồi. Hôm nay đông lắm luôn á, hai đứa nhỏ nó múa, cho nên là phải đi tới sớm chút xíu. Nay đi bị mẹ bắt đi chùa. Bình thường hai đứa kia học thì nó không đi, nhưng mà bữa nay là phải đi tới chùa. Lúc này còn sớm mà chưa có nhiều người á, cho nên là mình còn mua đồ ăn gì á, còn khỏe, còn sớm. Còn một hồi mà đông lắm một hồi ha. À đây, hồi có ca nhạc đây. Kìa hai đứa. Hay, lâu đi Lina. Wow, ở đây mát quá. Đó, lễ Phật đản. Quá trời bông luôn. Đủ bánh bao. À, hết bánh bao rồi. Đi đi cầm mấy giỏ này về mẹ đi, mẹ quay bánh của mấy bà mấy cô làm mấy đi. Quá trời bánh luôn. Ngon quá. Ngon quá. Mẹ mua cái xong mẹ con mình ngồi ăn sáng nha. Bữa nay mình không ăn sáng ở nhà, mình để bụng lên đây mình ăn sáng. Quá trời bánh luôn. Cái nào cũng đồng cô, bánh cam hả? À. Bánh cam nóng hổi luôn. Dạ dạ. Ăn bánh đó không? Ina nó cũng phải lắm. Mấy chiên nóng hổi luôn kìa. Bên nào cũng nói nhờ chứ hỏi. Nắng ngon. Chỗ nào cũng bị nắng hết này, bánh gà lợn. Cái này nè. Ngày mới đem ra đó. Cái này mình đổ hồi nào cô? Mới đổ tất thì luôn. À ok, mới đổ luôn. Dạ. Dạ đúng rồi, đổ chứ ngon. Lấy con một hộp này. Lấy đi chị Ti. Bên kia trà sữa rồi cái gì nữa kìa. Ủa bữa nay có chú nướng không ta? Chú nướng 52.5 con trái đúng không? Dạ. Oui. Il est trop épais, tu mets un tout petit peu plus encore. Đây là chú nướng. Chào anh thợ nướng chuối. Dù khác gì cạo ăn mà chín chưa chín á thì nướng lại. Đây nè, mua nè, một hồi chưa chín lại đi khiếu nại chứ ở đó nướng lại à. Chín thì về nướng lại. Nó không có nướng lại. Má bông đẹp quá. Dạ. 3 đồng á, để con lấy bó. Dạ. Dạ. Để con lấy bó bông, bông cúc vàng đẹp quá. À. À. Giấc này khỏe là chưa có đông người, muốn mua gì mua. Đồng. Chú nướng 2.5 con trái nè. Này à, chào chị Thảo. Cái này là bánh ướt. Bánh ướt chai 6 đồng hộp. Ba Nina cạp bánh mì gì liền. Đi ăn cái gì ăn đi con. Ừ. Ui ui biết rồi biết rồi. Bên đây bán tàu hủ. Chuẩn bị bán tàu hủ. Chú nướng ngon. Sáng không ăn sáng nè, để bụng lên đây ăn chú nướng. Chính chuyển với bà Lào hả? Anh Phan, anh Hàn lại đây. Lại ngược đây coi này. Đi chuyển rồi. Được ăn. Đây là chỉ là ăn hàng thôi. Bánh bao nè, 2.5 một cái. Anh ơi, chắc anh phải xách đồ đi ra xe đi anh. Ừ. Ui, nhiều thứ quá, xách đi ra xe đi. Giờ dắt này chè bánh lọt chuẩn bị dọn ra nữa kìa. Bánh cuốn.
cuốn trao. Chuẩn bị bỏ ra bỏ nước mắm vô mầm mầm. Cú cú. Elila. Wow. Đây là chụp hình cho. Ina đứng đàng hoàng. Đứng đàng hoàng vô với mấy chị. Quán trà sữa của mấy đứa nó nè. Ủa mấy giờ lại chứ không vậy? Mấy giờ con? Mấy giờ ở vô trong để mà làm lễ? 10:30 hả? Ừ. Ngồi trong mấy cái góc kia. Rồi mấy anh mấy chú làm đẹp không? Này kêu bằng cái gì quên rồi. Tự làm nè. Mà từng rồi là thấy làm rồi. Đẹp quá. Ủa mấy đứa nhỏ vô trong mà hay gì sao nghe tiếng người ta. Quá trời đẹp luôn. Tự xây nè. Nặng không Ina? Chị ngồi sau để dép qua bên hông. Chư công đức an toàn.
giới thiệu thành phần tham dự, lý do của lễ. Và lễ dân hoa cúng dường cho các em trong gia đình Phật tử. Phần tuyên đọc thông điệp Phật đản do ni sư chủ trì và lời đạo từ của hòa thượng. Vừa rồi chúng ta đã cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm đạo tràng. Giờ đây chúng con xin được hân hạnh giới thiệu thành phần chư tôn đức tham dự. Mang lại ánh ban mai, bình minh sáng soi lòng con tăm tối. Trong giáo pháp ngài khai đường chỉ lối, nẻo luân hồi muôn kiếp phải thoát ra. Ngài về đây đưa con thoát nẻo tà, cõi tịnh độ từ đây mà chuyển hóa. Vụ Phật đản lại trở về sự ra đời của Đức Thế Tôn là một sự kiện trọng đại cho nhân loại, một sự chuyển biến tuyệt vời và huyền diệu. Mùa Phật đản cũng là mùa chư tăng an cư kiết hạ, củng cố tăng đoàn kiết giới nghiêm minh. Riêng hàng Phật tử tại gia nhân mùa Phật đản này mà quy hướng về đức từ phụ, kỷ niệm ngày trọng đại và phát nguyện tinh tấn dũng mạnh hơn. Đó chính là lý do buổi lễ, lý do tổ chức buổi lễ mừng Phật đản hàng năm. Nam mô Vô Thọ Hạ Thì Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sakyamuni Mâu Ni Buddha. Avec tout notre respect, chers vénérables, mesdames, messieurs, en ce jour de célébration du Vaisak, suivant le calendrier bouddhiste 2567, l'année 2023, ce jour où nous, enfants du Bouddha, devons retourner auprès de notre Père symbolique pour trouver protection dans son ombre et plus encore pour retrouver de la diligence dans notre pratique. C'est pourquoi nous célébrons chaque année la fête du Vaisak. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau đây
trời người ba cõi đã vui mừng hân hoan chào đón một vị Phật ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni phía ngoài vương thành Ca Tỳ La Vệ, thuộc xứ Ấn Độ khi xưa, bây giờ là nước Nepal. Kể từ đó, ánh sáng trí tuệ và từ bi của Ngài được tỏa chiếu vượt không gian và thời gian. Trí tuệ vì pháp của Ngài đầy đủ phương tiện khéo léo. Xin mời quý vị ngồi tự động di chuyển cái tấm thảm của mình lên khoảng 3 mét trên này. Đã ngồi còn đông dạ. Mỗi vị tự di chuyển lên 3 mét dạ. Phép thay mặt toàn thể các linh Phật tử kính gửi lời chúc Hòa Thượng luôn luôn sức khỏe kiền khương để cho đạo pháp và dìu dắt chúng con trên con đường Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức Quang Lâm lễ đài làm lễ niệm hương bạch Phật. Bây giờ tại vì chương trình nó còn rất là dài thì chỉ đến lễ Phật. Xếp hàng lấy cơm ăn nè. Chỗ này là phát cơm chay của chùa hôm nay nè. Ai ăn thì sắp hàng nha. Bà gì đã sắp hàng rồi đó. Đó. Chị Thân. Cơm. Ăn cơm. Hả? Chị, khỏe không? Khỏe hả? Ê, dạ. Anh đi với hải. Em biết anh Sư Dũng đang sắp hàng lấy cơm kìa. Dạ, hải rồi kìa. Chị khỏe không? Chị khỏe, em khỏe hả? Dạ. Chị lại tụi nó nghe. Dạ, dạ. Quy. Quy. À, chị Điệu có đi không? Ăn cơm đi nè. Cơm ngon chị Thân? Cơm ngon không? Ngon mà. Ngon. Mình ngồi ở đây nè cho nó mát chứ ở trong kia nắng lắm á. Mình chui vô gốc cây. Chú Thân, ba, cơm ngon ba? Ăn cơm ngon. Ngon hả? Edina. Edi chụp giùm tao tấm hình đi. Bạn nay lấy cái chỗ ngồi thôi. Đây nè, cái này mắt đang làm lễ ăn vị Phật nè đó. Tao để em chụp tấm hình. Hôm rồi Phật thỉnh ở Việt Nam đêm qua nè, cho nên giờ này sẵn có mấy thầy đồ này kia để về làm luôn. Diễm dạ. Người đẹp Hà Nội. Em nói chị á, phải em nói em đâu mà cười. Bữa nay đông thiệt đó chứ. Trà sữa, mua trà sữa. Lạc lạc thôi nha, đừng á đường. Đây bốn lòng nữa. Bốn lòng nữa. Em đưa 50 xem nữa. Ba khoan đợi cái. Nay trà sữa bán cũng đắt lắm á nha.
Trà sữa hay bánh nữa nè. Uống đi. Đi qua đây. Nắng quá. Ui, nắng quá trời luôn. Nắng. Thiệt nắng quá trời nắng luôn. Thưa quý vị, đây nhạc phẩm ca ngợi Đấng Thế Tôn qua giọng ca của anh Minh Hòa và phần phù họa của anh Cương. Em đang làm tới không? Cậu ơi, tới không? Tới chắc tới á. Dạ, tới.